Trong những ngày qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc phối hợp với các đơn vị tài trợ thực hiện cổng chào mái đình thân rồng nhằm phục vụ cho lễ hội Chí Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024, kết hợp kỷ niệm 10 năm lễ hội Chí Bà Chúa Xứ Núi Sam được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 2014-2024 tại Trung tâm Thương mại Núi Sam. Cổng chào mái đình thân rồng hiện nay đang được nghệ nhân Văn Tòng ở thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện nhằm chuẩn bị cho lễ khai hội và chương trình biểu diễn nghệ thuật lễ hội Chí Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024 với chủ đề Đất Thiên Vạn Lộc 2. Do công ty Tân Hữu Tài thực hiện, cổng chào có chiều dài hơn 50m, chiều cao hơn 10m bằng sơn nước khung sườn sắt, chất liệu làm bằng mốp, với cổng chính là mái đình màu xanh lá cây, cột nâu, hai bên là hai con rồng với màu chủ đạo xanh cam làm nổi bật cổng mái đình thêm uy nghi rạng rỡ. Cổng chào mái đình thân rồng là biểu tượng hưng thịnh, là điểm nhấn làm tăng thêm vẻ đẹp của lễ hội. Chắc chắn rằng khi đến lễ hội, du khách gần xa sẽ được tham quan chiêm ngưỡng những giá trị văn hóa đặc sắc, giá trị tâm linh của lễ hội Chí Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024 ở thành phố Châu Đốc.